Okay. Bây giờ thầy chữa cái bài tập cuối tuần toán 4 nhá, tuần 1. Cái bài này nó cũng tương đối cơ bản. Tuy nhiên là cái phần bởi cái bài cuối chúng ta cũng phải tư duy và chúng ta làm cẩn thận thì chúng ta mới ăn điểm tối đa thôi. Yeah, nhìn chung là cái tính chúng ta phải cẩn thận và đọc kỹ đề bài nhá. Bài 1, khoanh tròn vào đáp án đúng. Vậy thì bài 1 ở đây thầy thiết kế 5 5 câu trắc nghiệm. 70.057 70.057 này 70.057 như vậy cho đáp án A. Tuy nhiên chúng ta vẫn đọc cái này 70.075 sai, 75.075 sai, 70.705 sai. Ok chưa? Số lớn nhất trong các số 2, 5, 3, 8, 4. Vậy thì chúng ta quan tâm đến đây là có 5 chữ số. Số thứ hai có 5 chữ số. Số thứ ba có 5 chữ số. Số thứ tư có 5 chữ số. Như vậy là số 24 này. Số 24 chúng bỏ qua. Vậy thì nó có cùng chung là 25. 25.000 nhé. Vậy thì cái số lớn nhất mình là cái số. Cứ cái số hàng sau của nó to hơn thì nó sẽ nhận to hơn. Vậy thì 25, 3 bé hơn 8. Ok. 3 bé hơn 8 là cách này đi. Giữa 8 này, chung 8 này. Ok. Vậy thì 34 nhỏ hơn 43. Ok, như vậy là chọn đáp án 25843. 25843 chọn đáp án gì? Đáp án C. Chu vi của hình bên là, vậy thì con thấy đây, chu vi của một cái hình bất kỳ nó sẽ được tính bằng tổng tất cả các cái đoạn mà tạo thành cái hình đấy. Ví dụ như hình chữ nhật thì có hai cạnh đối song song bằng nhau, hai cặp cạnh đối song song bằng nhau, như vậy là nó bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2. Đấy, hoặc là chúng ta có thể cộng bốn cạnh nó vào với nhau, trong đó nó có hai cạnh bằng nhau, hai cặp cạnh bằng nhau. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình này có 8 cm với 8 cm, 4 cm với 2 cm với 2 cm. Như vậy chu vi của nó sẽ bằng 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2, tức là 8 cm cộng 4 cm cộng 12 cm cộng 12 cm, thì làm tắt như này nhá. 12, à quên, 8 cộng 8, 8 cộng 8. Như vậy là hình này là gồm có mấy cạnh? 1, 2, 3, 4, 5, 5 cạnh. 5 cạnh, 8, 8, 16, 16 cộng 4, 20. 20 cộng mấy? 2 cộng 2, 24. Như vậy chọn đáp án gì? Đáp án D. Đơn vị đấy là cm, đúng chưa? Đó. Nhớ chu vi chúng ta cộng tất cả các cái cạnh nó cấu tạo nên cái hình đấy. Giá trị biểu thức. Và bây giờ muốn tìm một cái giá trị biểu thức thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính lần lượt. Tức là ở đây chúng mình phải thực hiện phép chia trước. Vậy thì ở đây chúng ta lại hạ 4, 8, 5, 0, 5. Rồi cộng với 4 chia cho 3 bằng 1. 18 chia cho 3 bằng 6. 5 chia cho 3 bằng 1. 20 chia cho 3 bằng 6. 6, 3, 18. Còn dư 2, 24 chia cho 3 bằng mấy? 24 chia cho 3 bằng 8. À, vậy thì chúng ta sẽ cộng lại với nhau. Nó sẽ bằng 5 cộng 18 bằng 13. À, bằng 13. 0 cộng 16 nhớ 1 bằng 7. Vậy chứ chỗ này là bằng 6 này. Chỗ này bằng 7 rồi. Vậy thì rõ ràng là chúng ta chọn luôn đáp án B. Chúng ta không cần phải tính tiếp nhé. Đúng không? Còn bởi vì cái này tận cùng bằng 5, tận cùng bằng 6 bỏ qua. Đấy là cái cách chúng ta tính nhanh. À, bởi vì chúng ta làm trắc nghiệm mà. À, bài câu E tìm x viết, và thì ở đây là x ở đây chúng ta hiểu nó là số đi số trừ. Muốn tìm số trừ chúng ta thấy chúng ta lấy số bị trừ mà trừ đi hiệu. 8 4 6 là số bị trừ, 8 4 6 2 và trừ đi 7 6 2, 2 trừ 2 bằng 0, 6 trừ 6 bằng 0, 14 trừ đi 7 bằng 7. Nếu 1 bớt 1 ở đây là 8 trừ đi 1 bằng 7. Vậy thì 7.700. Kết quả 7.700, như vậy là chọn đáp án gì? Chọn đáp án A. Như vậy là mình đã xong được cái 5 cái câu, 5 cái câu, 5 câu trắc nghiệm của bài 1. Ok. Tiếp bài số 2, điền số tích hợp vào chỗ trống. Điền số tích hợp vào chỗ trống. Cho dãy số 147 chấm 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 88, dãy số có
chấm 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 số hạng. À vậy thì bản chất là câu này người ta đang tìm, đang hỏi mình cái công thức là tìm số số hạng. Bây giờ cái thầy nhắc lại cái công thức số số hạng này, số số hạng, số thứ hạng thì bằng số cuối, số cuối trừ số đầu, tất cả là chia, mình chia cho khoảng cách rồi cộng với một. Đấy, nếu mà người ta mà tính tổng, người ta mà hỏi tính tổng của cái này ấy, thì chúng ta sẽ bằng là số số hạng nhân với số cuối cộng với số đầu. Đấy, chia cho hai. Đấy, còn người ta tìm mà và tìm số số hạng thì chúng ta sẽ áp dụng công thức trên, còn người ta mà tính tổng thì chúng ta áp dụng công thức dưới. Vì như vậy là chúng mình phải chép hai cái công thức này vào để chúng mình có thể áp dụng và chúng ta làm các cái bài toán tương tự. Và thì tìm số số hạng một cách là lấy số cuối 88 trừ đi số đầu, chia cho khoảng cách. Chia khoảng cách, khoảng cách là gì? Khoảng cách là lấy số đằng sau trừ đi số đằng trước. Có nhìn này, 4 trừ đi 1 bằng 3, 7 trừ đi 4 bằng 3. Như vậy là khoảng cách của chúng bằng 3 rồi cộng với 1. Và thì kết quả là đây là 87 chia cho 3 cộng 1. Và thì bằng 8 chia cho 3 bằng 2. Dư 2, 27 chia cho 3 bằng 9 cộng 1 của nó sẽ bằng 30. Vậy thì ở đây khi mà làm các cái bài tính tổng tổng này, chúng ta tìm số số hạng ra nháp nhé, chúng ta điền luôn kết quả vào là ví dụ như là 30 nhân với, bây giờ mình tính tổng thì mình nhân với số cuối là 88 cộng với số đầu là 1, đóng một và chia cho 2. Nhưng ở đây người ta tìm vào dãy số có bao nhiêu số hạng thì ta điền là 30 số hạng. Đấy, bản chất của người ta đang hỏi mình công thức tìm số số hạng. Rồi, cái câu B, giá trị của công thức 12 nhân 4 nhân với A nhân A trừ đi A nhân 1 trừ đi A chia 1. Vậy con hiểu này, A nhân với 1 thì bằng A, một số tự nhiên bất kỳ nhân với 1 bằng chính nó, chia cho 1 cũng bằng chính nó, vậy thì A chữ A. Vậy thì chỗ này chúng ta phải tính là A chữ A bằng 0. Như vậy là 12 nhân 4 nhân với 0 thì hiển nhiên là bằng 48 nhân 0. Kết quả là 0 nha. Tích của bao nhiêu thừa số mà trong đó có một thừa số bằng 0 thì tích của chúng bằng 0. Ok chưa? Nhớ nhá. Đó, chúng ta người ta lừa chúng ta đấy nhé. Bạn đã tỉnh táo ra cái là ra luôn. Rồi bài toán tìm x. Vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Một cách tính là người ta bảo tìm x ở đây là số bị chia, mà 5 này là số chia, còn 14.335 ở đây là gì, là thương, mà đây là một phép chia có dư, một phép chia có dư. Vậy thì ở đây là x ở đây nó sẽ bằng, x ở đây là chính là số bị chia, nó sẽ bằng thương nhân với số chia được bao nhiêu, con cộng với số dư đó cộng với 3. Ok giờ một phép chia hết thì là số dư bằng không. Bây giờ thì x ở đây nó sẽ bằng 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 chữ 2, 3 nhân 5 bằng 15, nhớ 2 bằng 17, nhớ 1, 3 nhân 5 bằng 15, nhớ 1 bằng 16, 4 nhân 5 20, nhớ 1 bằng 21, nhớ 1 bằng 21, nhớ 1 bằng 21, 1 nhân 5 bằng 5, nhớ 2 bằng 7, rồi cộng với 3. Vậy thì x ở đây nó bằng 538 không nhớ, nó hạ xuống thôi 17. Như vậy là kết quả bằng 71.678. Đấy. Tương tự như vậy chúng mình sẽ đây, x ở đây ấy, ta hiểu là số chia, còn là cái 8.725 ở đây là số bị chia, còn là 3 đây là thương và số dư là 1. Vậy thì ở đây chúng mình muốn tìm số gì, số chia, thì chúng mình sẽ muốn tìm số chia thì chúng mình sẽ làm như sau. Bây giờ thầy ví dụ nhé, thầy lấy là 8 chia cho thì chia cho 2 nó sẽ bằng bằng 3, dư mấy, dư 2. Và thì ở đây bây giờ muốn
muốn tìm số số 2 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Sẽ lấy là gì? 2 nó sẽ bằng 8. Trừ đi 2, đúng không ạ? Ta chia cho gì? Chia cho thương, chia cho 3. Đấy. Đúng rồi. Lấy số bị chia mà trừ đi thì vậy thì 2 đây, 2 đây là số chia. Nó sẽ bằng 8 trừ đi 2 bằng 6, đúng không? 6 mà chia cho 3 thì bằng 2. Như vậy là áp dụng cái công thức này vào chúng mình sẽ tìm được x ở đây. X ở đây nó sẽ bằng gì? X ở đây nó sẽ bằng là 8.725, nó sẽ một số bị chia mà trừ đi số dư, trừ đi số dư, đóng mở ngoặc vào, trừ đi số dư, đóng mở ngoặc vào, chia cho thương. Đấy nhá, ba câu này tương đối khó chứ không phải là dễ nhá. Tiếp tục x nó sẽ bằng, x nó sẽ bằng là 8724 chia cho 3. Đấy, x nó sẽ bằng 8 chia cho 3 bằng 2. Dư 2, 27 chia cho 3 bằng 9. Hạ 2 xuống, 2 không chia được cho 3 bằng 0. 24 chia cho 3 bằng 8. Như vậy là kết quả của nó sẽ bằng 2908. Ok chưa? 2908. Nhớ cái phép này nó ngược với cái phép trên, chúng ta phải tư duy rất nhiều nhé. Nhiều bạn không làm được câu này đâu, nhiều bạn là câu này không làm được câu này. Còn là cái đối với cái bài 4 này thì chúng ta sẽ làm như sau: tính giá trị của thức với n bằng 5 và n bằng 8. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ trình bày theo hai ý. Ý thứ nhất là với n bằng 5 ta có 2, 5, 8, 6, 4. Mình cộng với n nhân với 7, 8, 9. Bây giờ thầy chép lại nhé, đi bài đó. Nó sẽ bằng 2, 5, 8, 6, 4 cộng với gì nào? 5 mà nhân với 5 ở đây là chúng ta thay n bằng 5 vào, đúng không? Nó lên 7, 8, 9, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ làm bằng tiếp. Đấy, bằng bằng vậy thì bây giờ chúng ta hạ 5, 8, 6, 4 rồi cộng với, ta nên là phép nhân trước. 5 nhân 9 bằng 4, 5 viết 5 nhân 4, 5, 8, 4, 10 nhớ 4 bằng 44 nhớ 4, 5, 7, 3, 5 bằng 30 đi 39 nhớ 4. Và thì kết quả nó sẽ bằng 4 cộng với 5 bằng 9. 6 cộng với 4 thì bằng 10, viết 0 nhớ 1. Nhớ 1 trong đây là 9, 9 cộng với 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. Nhớ 1 trong đây là 6, 6 cộng với 3 bằng gì? Bằng 9. Như vậy là hạ 2 xuống, nhưng kết quả là 29.819. Đó, ý thứ hai là chúng ta sẽ mình nói là với n bằng 7 bằng 8 ta chép cái đề bài lại thôi. Ta chép đề bài lại là 25.864 rồi cộng với 8 nhân với 789 thực hiện. Đó, và dấu bằng ở đây chúng mình sẽ hạ 25.864 rồi cộng với 8 nhân 9 bằng 72, viết 2 nhớ 7. 8 nhân 8 64 nhớ 7 bằng 71 nhớ 7. 7 8 nhân 7 là 56, 56 nhớ 7 bằng 63. Vậy thì kết quả là ở đây bằng 4 cộng với 2 bằng 6, 8 cộng với 1 6 cộng với 1 bằng 7, 8 cộng với 3 bằng 11. 11 nhớ 1 trong đây là 6, 6 cộng với 6 bằng 12, 12 nhớ 1 trong đây là 3, 3 là 3, 2. Kết quả là 32.176.
đúng chưa? Đó. Tiếp theo cái bài số 5, số tự nhiên lẻ bé nhất có 5 chữ số khác nhau là, vậy thì ở đây chúng ta chú ý cho thầy, số tự nhiên lẻ ở đây chúng ta phải dựa vào chữ khác nhau là một keyword, và số tự nhiên lẻ, mà lại nó lại còn bé nhất nữa cơ. Vậy thì ở đây thì hiển nhiên là cái số có 5 chữ số, vậy thì đây là số đầu tiên của nó là một đã. Số lẻ là cái số mà có hàng đơn vị của nó là các cái số tận cùng là một, là ba, là năm, là bảy, là chín. Vậy thì đây là cái số bé nhất, thì hiển nhiên là cái số ở giữa chúng ta không quan tâm, chẵn lên lẻ chúng ta không quan tâm. Vậy thì hiển nhiên là cái số bé nhất thì nó đầu tiên phải là số không, là số một, sau đó là số không, sau đó phải là số không. Tiếp theo bé nhất từ đây chúng ta cứ phải ưu tiên là số số 2, tại sao không phải là một, bởi vì một thì nó lặp lại rồi, đây là chữ số khác nhau. Tiếp theo số bé nhất của nó phải là ba. Đấy, vậy thì chiếm 4 số rồi, mà số này có 5 chữ số, mà là số lẻ bé nhất có 5 chữ số, thì rõ ràng là cái số cuối cùng hàng đơn vị của nó phải là 5, đúng không? 10235, tức là 10.235. Để làm được cái bài này chúng ta phải phải hết sức cẩn thận, để chúng ta phải tính toán cho thật chắc nhé, đọc kỹ đề bài. Tiếp theo câu B là số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số. Số tự nhiên à, số tự nhiên chẵn, số tự nhiên chẵn lớn nhất, số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số, có 5 chữ số được viết lớn nhất, được viết từ có 5 chữ số, được viết từ 4 chữ số khác nhau. À, số tự nhiên chẵn lớn nhất có 5 chữ số vậy, được viết bằng 4 chữ số khác nhau. Ai chà chà, lại 4 chữ số khác nhau, 4 chữ số khác nhau, 5 chữ số nhé, chẵn lại có 5 chữ số, về chữ số hàng 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 đầu tiên của nó phải là số 9 đã. Vậy thì có 4 chữ số khác nhau, như vậy là hai số phải trùng nhau, rõ ràng là có trùng hai số 9 rồi. Đấy, chúng ta phải đọc kỹ đề bài nhé. Tiếp theo là số lớn nhất của nó có phải là số 8 đã, đến số 7 đã. Đấy là 4 số. Vậy thì còn số bé nhất, ở đây là chắc chắn phải là số 6 rồi nhé. 5 chữ số đúng không? Như vậy là 99876. Người ta bảo là có tạo 5 chữ số mà được tạo bởi 4 chữ số khác nhau, số này lại là số chẵn. Đấy, số chẵn. Như vậy rõ ràng là hai số 9 thì đứng đầu, còn lại là ba chữ số khác nhau nữa, thì nó lại lớn nhất, thì hiển nhiên là cái số tiếp theo của nó phải là 8, tiếp theo của nó phải là 7, và số cuối cùng của nó phải là 6. Nếu chúng ta mà không đọc kỹ đề bài là chúng ta toang luôn và chúng ta sai luôn. Câu này không phải là dễ nhé, câu này không phải dễ, bạn nào mà ổng là bạn ấy sai luôn. Tìm một số viết bài 6 này, tìm một số biết rằng nếu cộng số đó với 345 rồi nhân với 9 thì được số lớn nhất có 5 chữ số. À, vậy thì được số lớn nhất có 5 chữ số. Vậy thì chúng mình thường làm cái bài toán là tìm cái ô vuông này, ok chưa? Đấy, thì thầy sẽ làm như sau. Cái số cần tìm là cái ô vuông, rồi lại cộng với 345, đúng không con? Đó, 345 cộng với 345 rồi được kết quả bao nhiêu, rồi sau đó lại nhân với gì nhé, tìm số đó biết rằng nếu cộng số đó với 345 rồi nhân với 9. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm cho thầy cái bài toán nó giống như là gọi cái số cần tìm là x đi. À, là một số x bất kỳ. Đây, theo bài toán là ta lấy cộng thì 345 được bao nhiêu, tức là được bao nhiêu, tất cả là ta nhân với gì nào, ta nhân với 9. Đấy, nó sẽ bằng, nó sẽ bằng gì nào, nó sẽ bằng
nó sẽ bằng một cái số gì lớn nhất có 5 chữ số. Số lớn nhất có 5 chữ số, vậy thì ở đây nó người ta không có chữ số khác nhau. Rõ ràng rằng 5 chữ số ở đây nó trùng nhau được. Vậy thì ở đây nó phải là bằng 99.999. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ giải bài toán này như thế nào? Theo bài toán ta có. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi số con tìm là x chấm với chấm. Theo bài toán ta có, theo bài toán ta có hay là gì? Theo đề bài ta có cũng như nhau mà thôi nhé. Vậy thì cái phương pháp bài này là chính bản là bài toán tính ngược từ dưới lên trên. Vậy thì chúng ta muốn tìm x thì ta coi x cộng với 345 ở đây là thừa số thứ nhất. Vậy thì ta đoạn x cộng với 345 nó sẽ bằng 99.999 mình chia cho 9. Đó. Vậy thì đây là x cộng với gì? 345 nó bằng 5 con số 1. Đúng chưa? Vậy thì đây là x ở đây nó sẽ bằng 11.111. Mình trừ đi 345. X ở đây bằng 11 trừ đi 5 bằng 6. 11 trừ đi 5 bằng 6. Nếu một trong đây là gì? Là 5. 11 trừ đi 5 cũng bằng 6. Nếu một trong đây là 4. 11 mà trừ đi 4 bằng 7. Vậy thì bớt 1 đi đây là 0. Như vậy là kết quả của nó là 10.766. Vậy người ta nói là gì? Vậy số cần tìm này là 10.766. Đấy, bài toán này là giống như cái bài toán tìm x thôi. À, phương pháp làm là chúng ta tính được ngược từ dưới lên trên. Ok chưa? Đó, nhá. Đó. Tiếp theo bài số 7. Bài số 7. Vào dịp Tết Trung Thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho các bạn. Bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho các bạn. Lúc đầu bác có 56 viên kẹo. Lúc đầu bác có 56 viên kẹo. Bác cho bạn Tuấn 1/4 số kẹo. Và thì đây chúng ta sẽ biết được bác cho Tuấn là bao nhiêu cái bằng cách là chúng ta lấy 56 chia cho 4. Ok chưa? Cho Dũng 1/3 số kẹo còn lại sau khi cho Tuấn. À, vậy thì ở đây số kẹo còn lại, vậy ở đây chúng ta phải tìm được cái số kẹo còn lại mà bác tổ trưởng nhân phố bác ấy, sau khi cho Tuấn 1/4 rồi sau đó mình chia cho ba, cho ba rồi mình sẽ biết được là bác còn lại là bao nhiêu cái kẹo. Vậy thì cuối cùng bác còn lại là bao nhiêu cái kẹo. Vậy thì ở đây là bài toán này chúng ta sẽ làm thực hiện các lời giải như sau. Đầu tiên rồi, lúc đầu bác có 56 cái kẹo, bác cho bạn Tuấn 1/4. Đầu tiên ta nói là gì? Tuấn được bác tổ trưởng dân phố cho số kẹo là, hay là số kẹo bác tổ trưởng dân phố cho Tuấn là được, mình lấy 56 mình chia cho 4. Vậy thì kết quả 5 chia cho 4 bằng 1. Còn dư 1, 16 chia cho 4 thì bằng 4. Như vậy là Tuấn đơn vị là cái nhé. Đơn vị là cái. Vậy thì ở đây là gì? Số kẹo bác còn lại là kẹo bác tổ trưởng dân phố còn lại sau khi cho Tuấn là mình phải lấy tổng số kẹo ban đầu là 56 mình trừ đi 14, kết quả 6 trừ 4 bằng 2, 5 trừ đi 4 bằng 42 đơn vị là cái. Đấy. Đấy. Bây giờ nói là bác Dũng được bác tổ trưởng dân phố
cũng được. Pháp, thủ trưởng, dân phố, thành phố, cho, số kẹo, kẹo là. Vậy thì ở đây mình lấy 42, mình chia cho 3, vậy thì kết quả là bằng 1, cũng bằng 14 cái luôn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nói là bác cuối cùng, bác còn lại bao nhiêu cái? Tôi nói là cuối cùng bác tổ trưởng dân phố, còn lại số kẹo là, gì nào, mới đến 42, mình trừ đi 14, kết quả 12 trừ 4 bằng 8, nếu một trong này là 2, là 28 đơn vị đặc cái. Ok chưa? Yeah. Vậy thì lúc này con ghi đáp số, 28 cái. Đó, được chưa nào? Như vậy là chúng thầy đã nhận, thầy đã chữa xong cho chúng ta được cái đề của tuần 1 và khá là hay. Cái đề này thì đánh giá là nó không hề dễ, nó rất là dễ dễ nhầm, nên chúng ta phải hết sức cẩn thận nhé, đọc kỹ đề bài. Đấy. Chúng ta nhớ là chúng ta làm lại, sau đó chúng ta check đáp án thật là cẩn thận nhé. Con nhớ con dùng cái câu từ cho nó thật chuẩn. Đấy, vậy thì giờ thầy sẽ dừng cái video ở đây.